Mũi đốt 100 phát. Ui cha, con muỗi đáng ghét. Sao hôm nay lắm muỗi thế? Thôi, chợp mắt một tí cho tỉnh táo lại vậy. Có ba trò, các trò cố gắng học hành sau này đỗ đạt, ta cũng thấy thơm lây. Nào, Tiểu Thành, con đọc lại cho ta nghe bài hôm qua. Dạ, dạ, con thưa thầy, con vẫn chưa thuộc ạ. Sao con lại chưa thuộc? Tối qua con không chịu ngồi đọc sách sao? Dạ không ạ, thưa thầy, tối qua con ngồi học, nhưng chẳng hiểu sao muỗi ở đầu lắm thế. Chúng cứ đốt con liên tục, làm con không thể nào tập trung được ạ. Ta không tin, đây lại là lý do. Các trò khác có kêu muỗi gì đâu. Dạ thưa, con không dám nói sai ạ. Thôi được rồi, vậy tối nay khi con ngồi học, nếu còn bị con muỗi nào đốt, thì hãy lấy cây bút chấm một chấm mực lên đó cho ta, để xem muỗi có còn dám đốt con nữa hay không. Con làm được chứ? Con làm được ạ. Ngày mai sư phụ không thể không tin mình được nhé. Sao rồi Tiểu Thành, hôm qua con có bị con muỗi nào đốt không? Dạ có thưa thầy, con đã làm như thầy dặn. Ồ, lắm muỗi vậy sao? Vâng, nhiều lắm ạ, nó đốt khắp cả người con đây này. Vậy con hãy nhìn lại những vết mực trên người con đi, con có thấy chúng có điều gì đặc biệt không? Con loài muỗi này quá là giỏi, nó có thể chui vào khắp cơ thể con hoặc đốt qua cả mấy lớp quần áo, nên khắp người con mới có những nốt chấm mực như vậy. Những vết chấm mực trên người con không phải do muỗi đốt mà ra, mà là do tâm bệnh ở bên trong. Con ngồi học, lúc nào cũng tưởng tượng ra muỗi đốt. Thực tế, các trò khác có thấy con muỗi nào đâu. Nếu con thực sự muốn học, thì dù có nhiều muỗi đến đâu, con vẫn cứ ngồi học được. Ngược lại, nếu đã không muốn, thì kể cả chẳng có con muỗi nào, con cũng luôn thấy nhiều muỗi và chẳng thể thuộc nổi bài. Ta nói vậy có đúng không? Dạ, thưa thầy, con biết lỗi rồi ạ. Ly và Lan. Về thôi. Hôm nay có hẹn hay sao mà sốt sắng thế Ly? Ừ, hôm nay tớ có hẹn đi liên hoan với nhóm bạn mới trong câu lạc bộ khiêu vũ. Mọi người đang chờ ở dưới sảnh rồi. À, hay cậu đi cùng tớ cho vui. Thôi, cậu cứ đi đi. Tớ ngại lắm. Với lại, tớ còn một ít công việc đang làm dở chưa xong. Tớ làm nốt rồi mới về. Ừ, thế thôi. Tớ đi trước đây, không mọi người lại chờ. Đi chơi vui vẻ nha. Bye cậu. Wow.
xong rồi, về thôi. Thôi chết, Ly quên điện thoại ở cơ quan rồi. Làm sao giờ? Hình như có việc gì đó rất quan trọng, điện thoại cứ reo suốt. Alo ạ. Ly à, mẹ đây. Mẹ đang đứng ở bến xe, con ra đón mẹ nha. Dạ, chào cô ạ. Cháu là Lan, bạn của Ly ạ. Ly để quên điện thoại ở cơ quan, giờ bạn ấy lại đi liên hoan mất rồi. Cô ơi, cô đứng ở chỗ nào để cháu ra đón ạ? Vậy à, thế thì phiền cháu quá. Cô đang đứng ở bốt điện thoại ngay trước cửa bến xe. Dạ, không sao. Cô chờ cháu một chút, cháu tới ngay ạ. Cô ơi, cô có phải là mẹ của Ly không ạ? Cô đây, may quá mà có cháu đón. Không thì cô lớ ngớ không biết thế nào, có khi lại lạc. Dạ, trên này đông đúc, không quen đường thì khó đi lắm ạ. Nghe nói nó mới chuyển nhà trọ, cô chưa định lên nhưng lại thấy lo lo, nên lên xem con bé thế nào. Đi vội quá, nên chưa kịp gọi cho Ly. Không ngờ đúng hôm nay con bé lại quên điện thoại ở công ty, phiền cháu quá. Dạ không có gì, cô lên xe đi, để cháu xách bao gạo cho. Bây giờ cô cháu mình đi ăn tối, rồi cháu chở cô về nhà trọ của Ly. Chắc tầm ấy thì Ly cũng về rồi ạ. Cảm ơn cháu tốt bụng quá. Công nhận Ly sành ăn thật đó, quán này ngon thật, thế mà bọn tớ chẳng biết. Gì chứ, những quán ngon ở khắp thành phố này, chẳng chỗ nào mà tớ không biết. Siêu thế, Ly thật là sành điệu. Rõ rồi còn gì, nhìn người là phải biết chứ. Vừa xinh xắn, lại vừa sành điệu thế này, chắc chắn là nhà mặt phố luôn, đúng không? À này, hay lát ăn xong, bọn mình đi chợ đêm chơi đi. Đi chợ đêm cũng có nhiều cái hay lắm. Ý kiến hay đấy, Ly đi được chứ. Chuyện nhỏ, nhất trí luôn. Đã hơn 9 giờ, chắc giờ này Ly cũng về rồi cô ạ. Tốt quá. Thôi chết, sao Ly vẫn chưa về nhỉ? Ly ở đây à cháu? Dạ vâng ạ, nhưng chắc là chưa về rồi. Cô ơi, giờ cháu đưa cô qua chỗ cháu nghỉ tạm đã, rồi lúc nữa cháu lại đưa cô quay lại đây, cô nhé. Ấy thôi, cô cảm ơn, phiền cháu quá rồi. Cô ở đây chờ nó một tí, chắc nó cũng sắp về rồi. Cháu cứ về nghỉ đi, mai còn đi làm, cô không sao đâu. Nhưng mà cháu lo... Cháu đừng lo, cô không sao, cháu cứ về đi, cô cảm ơn cháu nhiều lắm. Dạ... Cô ơi, đây là số điện thoại của cháu, có gì cô cứ gọi cho cháu nha. Còn đây là điện thoại của Ly, cô cầm luôn giúp bạn ấy ạ. Cảm ơn cháu tốt quá. Dạ không có gì ạ, thôi cháu chào cô ạ. Nếu Ly về muộn, cô cứ gọi cho cháu, cô nhé. Được rồi, cô biết rồi, cháu về nhé. Sao con bé về muộn vậy? Thôi chết, mưa rồi, ướt hết gạo mất thôi. Kia rồi, sang bên đó đứng cho đỡ mưa. Sao cậu leo đi? Mẹ tớ. Cậu nói khẽ thôi, cô vừa mới chợp mắt. Cậu yên tâm đi, mẹ cậu chỉ bị trật khớp chân và xây xát nhẹ. Bác sĩ đã chỉnh lại và băng bó ổn rồi. Không sao đâu, cậu đừng lo. Cảm ơn cậu. Nhưng chuyện này là sao? Cậu quên điện thoại ở cơ quan. Đúng lúc mẹ cậu lên tới gọi điện, tôi nhận điện và ra đón mẹ ở bến xe, rồi đưa về nhà cậu. Lúc đó cậu vẫn đi liên hoan chưa về, tớ không yên tâm, nên để lại cho cô số điện thoại, nói nếu có chuyện gì thì cứ gọi. Tớ vừa về nhà được một lát thì thấy có người gọi điện, nói cô gặp tai nạn lúc xách bao gạo qua đường, đang được đưa vào viện, thế là tớ lập tức vào đây. Ra là vậy, tớ vô ý, sao lại có thể quên điện thoại rồi để xảy ra chuyện này chứ. Cảm ơn cậu nhiều lắm, không có cậu thì... Có gì đâu chứ, tớ coi mẹ cậu cũng như mẹ tớ vậy. Cậu tốt quá, cảm ơn cậu. Mẹ ơi.
bừng tỉnh giấc. Mẹ ơi, con đói rồi. Bao giờ bố mới về hả mẹ? Chi của mẹ ngoan, bố sắp về rồi con. Mẹ con mình cùng đợi bố về ăn cho vui nhé. Ngày nào bố cũng về muộn, con đói lắm, đói lắm. Thôi được rồi, con ăn cơm trước đi nào. Dạ. Số máy lạ à? Ai gọi vậy nhỉ? Alo, ai đó ạ? À? Tôi là Nhiên đây. Ai đó ạ? À? Anh đây. Anh Tuấn phải không? Em vẫn nhận ra giọng anh sao? Bao nhiêu năm rồi? Sao anh lại gọi cho em? Mà sao lại biết số của em? Anh đã hỏi mấy người bạn đại học mới xin được số của em đấy. Anh muốn gặp em. Anh có chuyện muốn nói. Chuyện gì? Anh nói luôn ở đây cũng được. Bây giờ tôi đã có gia đình và cuộc sống riêng của mình, gặp nhau e không tiện. Xin em đấy. Anh mới được điều ra ngoài này công tác 3 ngày. Chỉ 3 ngày thôi. Em có thể gặp anh một lần như những người bạn cũ được không? Em còn xinh hơn cả ngày xưa nữa. Cũng lâu lắm rồi không gặp nhau nhỉ? Chắc anh cũng đang có một tổ ấm rất hạnh phúc rồi. Anh vẫn một mình. Thật sao? Tại sao? Thì là vì anh vẫn còn nghĩ tới em, vẫn còn yêu em. Anh đừng đùa nữa. Giữa chúng ta đã không còn gì từ 10 năm trước rồi. Sau khi chúng ta chia tay, anh lao đầu vào công việc. Nhưng bây giờ anh phải thừa nhận rằng em luôn là người con gái anh nhớ tới nhiều nhất, yêu thương nhiều nhất. Chúng ta xa nhau là một sai lầm. Anh đã sai rồi, anh xin lỗi. Trên đường tới đây, anh đã chạy xe qua rất nhiều những con đường cũ. Anh nhớ những chiều chở em trên phố. Ta cùng đi ăn kem, cùng đi nhà sách. Ở đâu cũng có hình bóng của em. Xin lỗi anh, có lẽ bây giờ những lời này không còn phù hợp với tôi nữa. Tôi có việc rồi, phải về trước đây. Hôm nay là chủ nhật, em có bận gì không? Đến chỗ hẹn cũ nhé. Anh mời đi ăn. Có một nhà hàng mới mở rất ngon, có nhiều món em thích đấy. Bố ơi, sao bố không gọi mẹ vậy ạ? Vì bố muốn gây bất ngờ cho mẹ con. Mấy tháng nay bố đã bận rộn quá rồi. Mẹ đã vất vả nhiều. Bố muốn tự tay nấu bữa sáng ngày chủ nhật cho mẹ và con. Con có thích không? Dạ con thích. Con thích, để con lên gọi mẹ xuống ăn nhé bố. Ừ, con gọi mẹ đi. Nhớ thơm vào má mẹ nhé. Mẹ xuống rồi ạ. Mẹ mặc váy đẹp đi đâu thế? Em chuẩn bị đi đâu à? Lại đây ăn sáng rồi hãy đi này. Không, em không có việc gì nữa. Anh đợi em một chút, để em phụ anh nhé. Mình thật tệ. Mình đang bị làm sao thế này? Mình đang nghĩ gì thế này? Mình đang có một gia đình hạnh phúc,
không thể vì phút yếu lòng mà đánh mất tất cả. Sự tích nước biển có vị mặn. Ngày xưa, ở làng nọ, có hai anh em con một gia đình giàu có. Cha mẹ chết đi, người anh đoạt cả gia tài, không chịu chia cho người em, còn đuổi người em ra khỏi nhà. Anh ơi, anh có thể cho em một chiếc thuyền nhỏ kia được không? Cho chú thì tôi đi đánh cá bằng gì? Thôi, nể tình anh em, chú lấy tấm lưới kia về mà dùng, rồi từ giờ đừng làm phiền tôi nữa. Dù sao thì tấm lưới này cũng lành lặn hơn tấm lưới của mình. Cả buổi chỉ đánh được con cá nhỏ. Cứ thế này thì mình biết sống làm sao? Kìa ông, hình như ông là người vùng khác qua đây. Ông có sao không vậy? Đúng vậy, hành lý của tôi bị mất, giờ chẳng còn lộ phí lẫn đồ ăn. Ông cụ thật đáng thương. Mời ông dùng. Nhưng đây là phần của cậu mà. Mà sao hôm nay đi biển, cậu chỉ đánh được chỗ cá này thôi sao? Chiếc thuyền và tấm lưới để đi biển của cháu cũ quá rồi. Khó khăn lắm, cháu mới bắt được mấy con cá này. Ồ, cá bạc rất khó đánh bắt. Nếu cậu có thể bắt được vài con nữa, thì tôi có cách để giúp cậu đấy. Ông có thể giúp sao? Được. Kia rồi. Con chào ông. Con nghe nói ông đang cần cá bạc để làm thuốc nên mang đến đây. Đúng là ta đang cần mà lại chẳng đủ sức ra đến biển. Nhưng hiện tại ta chẳng có tiền để trả cậu. Thay vào đó, cậu có thể ngắm xem trong nhà ta có vật gì ưng ý thì chọn lấy được không? Dạ. Con có thể lấy chiếc cối cũ này được không ạ? Được, cậu đúng là người thật thà, hiền lành chất phác. Chiếc cối xay này tuy nhỏ, nhìn thì có vẻ tầm thường, nhưng nó quý lắm đấy. Người giữ nó, ước gì thì nó có thể xay ra cái đó. Thật thế sao ạ? Điều cậu cần là phải nhớ hai câu thần chú để cái cối xay ra những gì cậu muốn và để nó dừng lại khi đã đủ. Dạ, con cảm ơn ông. Không thể như thế được. Giờ chú ấy lại giàu hơn mình. Mà làm sao chú ấy lại có được cái cối xay thần kỳ đó nhỉ? Phải, mình phải sang ngay mượn chú ấy. Từ đây sang đấy xa quá, phải chèo thuyền đi sang mới nhanh được, kẻo có người mượn mất. Trời, ngôi nhà to hơn cả mình tưởng. Kìa anh, xa thế, anh đến mà chẳng cho người báo trước. Nghe nói chú có chiếc cối xay kỳ diệu, chẳng hay chú có thể cho anh mượn tạm một hôm. Ồ, được mà anh. Cảm ơn chú. Anh muốn cối xay ra cái gì thì gọi tên cái đấy hai lần nhé. Thế à, anh biết rồi. Thôi anh về đây. Anh ơi, còn câu thần chú dừng cái cối lại nữa. Thôi, cứ xay ra đã. Thế nha. Để xem, giờ mình sẽ yêu cầu chiếc cối xay cái gì bây giờ nhỉ? À, đúng rồi. Dạo này muối rất khan hiếm. Nếu có muối mà bán cho dân làng, mình sẽ có vô số tiền. Ra muối, ra muối. Thật tuyệt, có muối rồi. Thôi chết, nhiều muối quá rồi, phải dừng lại thôi. Mà câu thần chú để dừng cối xay lại là gì ấy nhỉ? Chết rồi, mình còn chưa học. Dừng lại, dừng lại. Không phải, dừng ra muối, dừng ra muối. Vẫn không phải. Cứu, cứu, cứu tôi với. Chính vì không có câu thần chú khiến cối xay dừng lại,
nên lượng muối cứ tiếp tục được xây mãi không ngừng, khiến nước biển mới có vị mặn như ngày nay. Còn người Anh thì phải trả giá cho sự tham lam, ích kỷ của mình. Lâu đài cát. Hoàng hôn trên biển thật đẹp anh hả? Anh, sao anh im lặng thế? Không nghe thấy em nói gì sao? Hả? Không, có. Anh dạo này sao thế? Công việc của anh không ổn à? Gần đây em thấy anh rất hay thở dài. Anh đang gặp trục trặc với cái hợp đồng mới ký. Bên đối tác thay đổi bất ngờ, đến giờ vẫn chưa giải quyết được nên đau đầu quá. Em có thể giúp gì cho anh không? Không ít gì đâu em. Có khi anh phải hủy bỏ cái hợp đồng này mất, rồi chưa biết sẽ tìm đối tác mới ra sao. Anh thấy mông lung lắm. Anh nhìn xem, có hai đứa trẻ kia đáng yêu không kìa. Cổng vào lâu đài phải thật lớn, thế mới đẹp. Sau đó chúng ta phải đào những rãnh nhỏ xung quanh làm hào bảo vệ nữa. Để tớ tìm xem quanh đây có cái gì để trang trí cổng không nha. Sau đó chúng ta sẽ đào rãnh. Mình sẽ tìm thêm nắp chai và vỏ ốc để làm lính gác cho lâu đài nữa. Em à, công việc kinh doanh của anh không thuận lợi như trước. Anh chỉ sợ tới đây... Vậy là hoàn thành rồi, còn lâu đài của chúng ta đẹp quá. Chết rồi, sóng biển lên sát lâu đài gác của chúng ta rồi. Anh nghĩ là hai đứa trẻ có khóc không? Chắc rồi, phải kỳ công lắm chúng mới xây được tòa lâu đài cát đồ sộ thế. Mà chỉ một đợt sóng thôi, tất cả đã tan thành mây khói. Em xem, em bé gái kia sắp miếu rồi kìa. Mà công sức nãy giờ của chúng ta. Không sao mà, tại thủy triều lên rồi đó. Chúng ta ra chỗ kia xây lại lâu đài nha. Lần này tớ sẽ xây cho cậu một cái đồ sộ hơn, đẹp hơn nữa. Lâu đài to bằng này nè. Làm sao mà xây lâu đài to thế được? Tớ là siêu nhân mà, tớ sẽ xây cho cậu xem. Mình cùng xây nha. Anh đoán sai rồi nha, chúng có khóc đâu. Đúng là bọn trẻ con, làm anh thấy bất ngờ thật. Anh xem, tất cả mọi việc xảy ra trong cuộc sống cũng giống như lâu đài cát kia. Dù là những thành tựu chúng ta phải dày công xây đắp, vẫn có thể bị cuốn trôi bất cứ lúc nào. Chúng ta không biết được khi nào những cơn sóng sẽ ập tới, nhưng chỉ cần có một bàn tay để nắm chặt, cùng chia sẻ những thành công hay thất bại, thì khó khăn nào rồi cũng vượt qua được. Anh hiểu rồi. Có lẽ đây là một trong những điều mà chính người lớn chúng ta lại phải học từ trẻ con em à. Và anh còn có em nữa. Em sẽ luôn nắm chặt tay anh, dù cho có chuyện gì, dù khó khăn thế nào, cùng nhau chúng ta sẽ vượt qua được thôi. Còn bây giờ anh cười tươi lên đi. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.